Ngày 25 tháng 6 vừa qua, hãng ô tô Dika đã tổ chức tiêm chủng COVID-19 cho toàn bộ nhân viên. Hãy cùng nhau lướt qua các bước thực hiện tiêm chủng nhé. Đầu tiên là phải khai báo y tế trước khi bước vào khu vực chờ. Phải đảm bảo giãn cách trong lúc ngồi chờ thăm khám bạn nhé. Tiếp theo, chúng ta sẽ được đo thân nhiệt, huyết áp, tim mạch. Nếu các chỉ số không đạt, bạn sẽ được mời ra ngồi nghỉ ngơi. Sau đó là khám sàng lọc các bệnh có thể ảnh hưởng đến kết quả tim. Vì thế, hãy khai báo đầy đủ vì sự an toàn của mình. Đến đây là khâu tiêm chủng. Để thuận tiện, bạn nên mặc áo cộc tay nha. Đặc biệt, chỉ riêng tại Dika có những chiếc giường độc đáo này để nằm nghỉ ngơi. Sau khi tiêm, ngồi nghỉ 30 phút. Sau 30 phút là kiểm tra sức khỏe lần cuối. Vậy là đã hoàn thành việc tiêm chủng rồi đó. Dika Limousine đã được bảo vệ khỏi COVID-19. Hãy cùng chung tay thực hiện 5K và tham gia tiêm chủng để đẩy lùi COVID-19.